Thưa quý vị và các bạn, virus đường hô hấp gây những bệnh như viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona hay còn gọi là COVID-19, lây lan khi dịch nhầy hay dịch tiết đường hô hấp chứa virus xâm nhập vào cơ thể của bạn, từ mắt, mũi hay họng, chủ yếu là qua bàn tay. Bàn tay cũng chính là một trong những cách phổ biến nhất khiến virus lây lan từ người này sang người khác. Do đó, chặn đứng con đường virus xâm nhập vào cơ thể bằng việc rửa tay thường xuyên và sạch sẽ là hết sức quan trọng. Mỗi ngày, chúng ta đều phải tiếp xúc với những đồ vật có nguy cơ chứa các tác nhân gây bệnh như virus, vi khuẩn, nấm, mà không hề hay biết như tay nắm cửa, nút điều khiển thang máy, công tắc đèn hoặc bắt tay người khác. Bàn tay thường cũng là nơi trực tiếp xúc nhiều với dịch tiết cơ thể. Virus gây bệnh có thể theo dịch tiết lan rộng ngoài cộng đồng khi chúng ta vô tình đưa tay lên mắt, mũi, miệng hay chạm vào người hoặc vật khác. Vì vậy, để phòng tránh virus lây lan, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, dung dịch cồn y tế chứa ít nhất 60% cồn hoặc sử dụng dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo người dân nên rửa tay thường xuyên với xà bông, xà phòng, nước rửa tay có thể giảm được 44% sự lây truyền các bệnh hô hấp. Chúng ta cần rửa tay vào những thời điểm sau. Sau khi trở về từ nơi công cộng, những nơi công cộng luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro do tiếp xúc với nhiều người, cầm nắm vào nhiều vật dụng chung. Trước và sau khi ăn uống, vi khuẩn có thể xâm nhập cơ thể qua đường hô hấp hay miệng, vì vậy cần rửa tay đúng cách trước khi ăn để tránh virus đi trực tiếp vào cơ thể và sau khi ăn để giữ đôi tay luôn sạch sẽ nếu có cầm chạm vào thức ăn. Sau khi đi vệ sinh, nhà vệ sinh là nơi chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh và một số nghiên cứu mới đây cảnh báo SARS-CoV-2 có thể lây nhiễm qua đường phân. Vì vậy, rửa tay đúng cách sau khi đi vệ sinh là rất cần thiết. Ngoài ra, trước khi chuẩn bị thức ăn, điều trị vết thương, chạm vào người bệnh và sau khi xì mũi, ho, hắt hơi, chạm vào động vật và vật nuôi, thay tã lót cho em bé hoặc giúp trẻ đi vệ sinh, xử lý rác thải, cũng cần rửa tay đúng cách để kịp thời loại bỏ virus, vi khuẩn. Nên sử dụng nước rửa tay nào? Rửa tay bằng xà phòng, xà bông và nước là cách tốt nhất để loại bỏ vi trùng trong hầu hết các tình huống. Nhưng trong trường hợp xà phòng và nước không có sẵn, bạn có thể sử dụng dung dịch sát khuẩn có chứa ít nhất 60% cồn. Bạn có thể kiểm tra nồng độ cồn trong dung dịch sát khuẩn bằng cách quan sát nhãn sản phẩm. Dung dịch sát khuẩn có thể nhanh chóng làm giảm số lượng vi khuẩn lưu trú trên bàn tay trong nhiều tình huống. Tuy nhiên cần lưu ý, dung dịch sát khuẩn không thể loại bỏ tất cả các loại vi khuẩn. Dung dịch sát khuẩn có thể không hiệu quả khi tay bạn bị lấm bẩn hoặc dính dầu mỡ. Dung dịch sát khuẩn có thể không loại bỏ các hóa chất độc hại khỏi tay như thuốc trừ sâu và kim loại nặng. Thưa quý vị và các bạn, rửa tay đúng thời điểm là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Chúng ta nên rửa tay bất cứ lúc nào thấy tay bẩn. Tuy nhiên, để loại bỏ được hoàn toàn virus vi khuẩn bám trên tay, chúng ta cần rửa tay đúng cách theo 6 bước đơn giản. Bước 1. Làm ướt hai lòng bàn tay dưới vòi nước, cho xà phòng vào lòng bàn tay và xoa đều. Bước 2. Chà lòng bàn tay này lên mu bàn tay và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại. Bước 3. Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các ngón tay và các kẽ ngón, móng tay trong vòng ít nhất 20 giây. Bước 4. Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia. Bước 5. Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại. Bước 6. Tráng sạch tay dưới vòi nước, lau khô tay bằng khăn sạch hoặc khăn sử dụng một lần. Thưa quý vị và các bạn, nước rửa tay khô hiện nay đang ngày càng được ưa chuộng bởi sự tiện lợi, không cần rửa lại bằng nước mà lại còn có tính sát khuẩn cao. Mời các bạn cùng xem cách pha nước rửa tay khô của tiến sĩ Lê Thị Lành, giảng viên Trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam.
Dạ em chào cô Lành. Ngày hôm nay thì em đến đây để nhờ cô hướng dẫn cho khán giả của chương trình Bạn Có Biết cách pha chế dung dịch nước rửa tay cô sát khuẩn ạ. Vậy thì đầu tiên có thể là cô có thể hướng dẫn về các dụng cụ để chế biến cái dung dịch nước rửa tay cô sát khuẩn được không ạ? Thưa các bạn, thì như chúng ta đã biết thì dung dịch rửa tay cô sát khuẩn là một trong những cái chất mà đang được Bộ Y tế khuyến cáo để sử dụng trong 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 quá trình chống dịch dịch Covid. Thì đây là cái thành phần để sản xuất để pha chế nước rửa tay cô sát khuẩn gồm có rất là đơn giản, gồm có bốn thành phần chính. Thứ nhất là cồn 90 độ, oxy già 3%, glycerin 98%. Và theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới thì chúng ta chỉ cần sử dụng ba thành phần này thôi. Riêng để nếu như các bạn mà muốn tạo thêm mùi cho cái sản phẩm cũng như để khử bớt cái mùi của cồn á, thì chúng ta có thể sử dụng một ít tinh dầu. Ở đây chúng ta sử dụng tinh dầu xả chanh để tạo mùi. Các nguyên liệu này mình tìm mua ở đâu được cô? Thì tất cả các hóa chất có thể mua ở nhà thuốc. Riêng glycerin á, thì theo tôi thì nên mua ở các cơ sở mỹ phẩm. Cái glycerin này nó có tác dụng gì cô? Cái trong trong các sản phẩm này thì cồn thì có tác dụng là diệt khuẩn, oxy già nó cũng có tác dụng diệt khuẩn, tuy nhiên thành phần chính của nó vẫn là cồn. Còn glycerin này thì có tác dụng là để dưỡng ẩm, bởi vì khi chúng ta sử dụng cồn thì thông thường là làm cho tay nó khô. Có một số người là bị bong tróc da tay, vì vậy nên người ta phải sử dụng thêm glycerin, mục đích của nó là để dưỡng ẩm, làm cho mềm da tay. Thì ở Việt Nam thì cái glycerin mà thực vật này thì cũng tương đối là khó mua, vì vậy nên các bạn có thể dùng ren lô hậu, còn gọi là ren nha đam để thay thế cho glycerin. Hoặc là một số người họ có thể dùng một vài giọt mật ong để thay thế cũng được. Bởi vì lượng dùng nó cũng ít nên cũng không phải tốn kém lắm. Cái ren nha đam thì mình mua ở đâu được ạ? Ren nha đam thì mình mua ở các quầy mỹ phẩm uy tín. Rồi dụng cụ để pha chế thì cần dụng cụ rất là đơn giản. Thì ở phòng thí nghiệm thì chúng ta dùng các cốc, ví dụ như bình tam giác rồi cốc vuông vân vân. Còn ở nhà thì các bạn có thể sử dụng bằng canh nhựa cũng được. Thì cái việc pha chế này rất là đơn giản, các bạn có thể sử dụng làm tại nhà. Nếu như các bạn mua nước rửa tay sát khuẩn khó khăn thì các bạn có thể mua nguyên liệu về làm từ nhà cũng được. Vậy bây giờ nhờ cô hướng dẫn cách pha chế. Ở đây mình pha chế cho thành phẩm là 270 ml. Sở dĩ 270 để cho con số nó tròn cho dễ. Thứ nhất là 240 ml cồn 90 độ. Sau đó thì thêm 11,9 mình làm tròn là 12 ml oxy già. Các bạn lưu ý là khi mà làm là chúng ta nên khuấy lên để cho nó đồng nhất cho dung dịch. Sau đó thì các bạn thêm tiếp 3,9 mà mình làm tròn là 4 ml glycerin 98%. Vì glycerin là một chất dưỡng da nên nó rất là nhớt, vì vậy khi mà các bạn đổ vào thì các bạn phải lưu ý là khuấy liền lên. Và sau đó thì vì glycerin nó cũng hiếm, nó cũng tốt cho nó, các bạn tráng cái nước lấy glycerin đó. Thông thường thì mình hút glycerin bằng cái xi lanh này, sau đó mình tráng luôn cái xi lanh này. Tức là không bỏ phí, đúng không? Không bỏ phí glycerin. Bạn thêm 14 ml nước cắt 14,2 á. Nước cắt thì ở phòng thí nghiệm thì có mình thì dùng nước cắt 2 lần vì có máy cắt nước. Còn nếu ở nhà chúng ta không có nước cắt thì chúng ta có thể dùng nước đun sôi để nguội. Lưu ý là để nguội. Và như mình đã nói thì nếu như mà các bạn có thể sử dụng như thế này cũng được, hoặc có thể nếu tùy theo sở thích của mọi người, nếu để cho nó đỡ cái mùi cồn hắt ra hoặc là thêm một số giọt tinh dầu xả, tùy cái này là tùy theo lượng người. Cái tinh dầu là tùy mình thích cái mùi như thế nào, mình thích bưởi cũng được, xả. Ở đây chúng tôi sử dụng xả chanh bởi vì trong phòng thí nghiệm là có làm nghiên cứu xả chanh. Thì thêm vài giọt đó là sở thích của mọi người. Và như vậy là chúng ta đã được cái 270 ml dung dịch sản phẩm nước rửa tay khô sát khuẩn. Sau đó thì chúng ta rót vào một cái chai,
ở đây thì chúng tôi, ở trường thì chúng tôi sử dụng chai 300ml này. Dạ. Và các bạn lưu ý là chúng ta nên dán nhãn, bởi vì cái dung dịch này nó không có màu. Nếu chúng ta để ngoài mà chúng ta không dán nhãn thì sợ trẻ em không biết là để nhầm lẫn. Nhầm lẫn. Tốt nhất là chúng ta nên sử dụng chai mà có vòi xịt, vòi phun á. Dạ. Cái này mình bảo quản như thế nào cô? Nó bèo lên. Sau khi mà chúng ta đã pha chế xong thì cái sản phẩm này chúng ta để 72 giờ rồi sử dụng. Và lưu ý là khi chúng ta dán nhãn, và trong cái nhãn này chúng ta lưu ý là cách sử dụng này, thành phần này, cũng như chống chỉ định. Ví dụ như là chống chỉ định đối với người những người mà bị dị ứng cồn, để đến tránh xa tầm tay trẻ em, tránh xa không được tiếp xúc gần với mắt, tránh xa ngọn lửa. Và mình vẫn để nhiệt độ phòng bình thường. Bình thường, bảo quản bình thường ở nhiệt độ phòng. Dạ. Không cần phải trong bóng tối, không cần cháy. Để bình thường ở nhiệt độ phòng, 72 giờ là dùng được. Và lưu ý là hạn sử dụng là 6 tháng. Ví dụ như hôm nay là ngày 15 tháng 4, thì đến ngày 15 tháng 10. Dạ. Bây giờ cho em thử cái dung dịch này được không? Sau khi mà sát khuẩn thì dù dung dịch đã khô nhưng mà cái da tay mình nó không có bị khô. Em vẫn cảm giác là cái da tay mình nó vẫn là mềm mại. Như vậy thì cái điều quan trọng trong cái dung dịch này là mình cần phải có glycerin hay là một cái gel gì đó để thay thế cái glycerin, đúng không cô? Để cho cái nó vẫn giữ được cái độ mềm mại của da tay. Đúng mình. Rồi, bởi vì cồn là nó thường làm cái khô da tay. Yeah. Do đó chúng ta nên phải thêm cái chất dưỡng ẩm bảo vệ da tay vào, như là glycerin hoặc là gel lô hậu theo cái đúng cái tỷ lệ như vậy. Thưa quý vị và các bạn, rửa tay thường xuyên là một trong những cách đơn giản để tránh nhiễm bệnh và lây lan vi khuẩn. Với tính tiện dụng, nước rửa tay sát khuẩn khô ngày càng được dùng nhiều, tuy nhiên chúng ta cần lưu ý khi chọn nước rửa tay khô và cách sử dụng đúng cách. Đến đây thì chương trình Bạn Có Biết cũng xin được nói lời chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình lần sau. Mọi thông tin xin gửi về chuyên mục Bạn Có Biết, Phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Nam, số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, hoặc email bạncobiet@qrt.com.vn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.